Chào mừng quý vị và các bạn đến với blog tin thi thi. Hy vọng rằng với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh sẽ là những giây phút thư giãn thoải mái cho tất cả quý vị và các bạn. Bây giờ đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Mới đây trên mạng có rất nhiều tin đồn nói về tài xế trường Gateway hiện đã tử vong do tử tử. Liệu rằng tin đồn này có thật hay không? Hãy cùng với Thi tìm hiểu vụ việc này thực hư ra sao liên quan đến những thông tin trên một số trang mạng xã hội đồn đoán lái xe từng chờ bé lớp 1 trường Gét Quay là ông Đỗ Quý Phiến đã tử vong. Trao đổi với phóng viên báo giao thông, chiều ngày 19 tháng 8, Trung tá Trần Văn Hóa, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy Hà Nội khẳng định không có chuyện tài xế Phiến tử vong. Cho đến thời điểm này, thì cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Cầu Giấy chưa nhận được bất cứ thông tin nào từ gia đình của ông Phiến về việc lái xe này tử vong như những tin đồn ác ý trên mạng xã hội. Chỉ huy công an quận Cầu Giấy nói, cũng theo chỉ huy công an quận Cầu Giấy, hiện đơn vị vẫn đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành các bước để điều tra vụ án. Bên phía công an cho rằng từ khi vụ án xảy ra thì trên một số trang mạng xã hội đã có những thông tin đồn thổi không có căn cứ, suy diễn và việc này gây ảnh hưởng đến công tác điều tra của cơ quan công an. Đại diện chỉ huy công an quận Cầu Giấy cũng khuyến cáo là người dân cần cẩn trọng trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không đồ thổi, suy diễn ác ý gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác điều tra. Việc điều tra xử lý của cơ quan công an được tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật, lãnh đạo công an quận Cầu Giấy cho hay. Cũng trong chiều cùng ngày thì phóng viên báo giao thông đã liên hệ với người nhà của tài xế Phiến, vị này khẳng định tài xế Phíến hiện vẫn khỏe mạnh và đang ở nhà với gia đình. Tài xế Đỗ Quý Phiến sinh năm 1966 là nhân viên lái xe hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Anh Hà, là người điều khiển chiếc xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit biển kiểm soát 29B06956 đưa đón học sinh trường tiểu học quốc tế Gateway. Ngày 6 tháng 8 thì bé Lê Hoàng Long 6 tuổi là học sinh lớp 1 Tokyo, trường tiểu học quốc tế Gateway ở tại khu đô thị Dịch vọng Cầu Giấy Hà Nội đã bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của nhà trường do ông Phiến điều khiển dẫn đến tử vong. Sáng ngày 7 tháng 8, thì cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Cầu Giấy ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người. Tuy nhiên, đến nay thì cơ quan điều tra vẫn chưa đưa ra quyết định khởi tố bị can đối với cá nhân nào. Hiện tại thì nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé Long cũng như trách nhiệm của những người liên quan vẫn đang là một câu hỏi mà dư luận đặc biệt quan tâm. May bà thông tin về tài xế phiến tử vong chỉ là tin đồn bởi vì ông là một trong những mắt xích quan trọng nhất trong vụ án này. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Quý vị có thể nhấn vào đây để chúng ta xem tiếp những video khác. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hay.